Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một đồ dùng dạy học mình tự làm được sử dụng trong phân môn tập đồng nhạc ở lớp 4 và lớp 5. Mình đã sử dụng nhiều năm và thấy rất có hiệu quả trong giảng dạy. Xin mời các bạn cùng theo dõi nhé. Mình lấy ví dụ. Để có được đồ dùng dạy học của bài tập đồng nhạc số 1 lớp 4 này thì việc đầu tiên chúng ta sẽ dùng điện thoại để chụp ảnh bản nhạc đó. Sau đó, các bạn đưa hình ảnh đó vào trong máy tính, mở file Word, paste vào. Sau đó, việc tiếp theo là các bạn sẽ dùng công cụ cắt ảnh để cắt từng ô nhịp đó. Ví dụ, sau khi paste ảnh vào Word, chúng ta dùng công cụ cắt ảnh, cắt lấy ô nhịp thứ nhất, chọn ổ và lưu là ô nhịp 1. Tiếp tục, mở bản nhạc, dùng công cụ cắt ảnh, cắt lấy ô nhịp thứ hai, chọn ổ, lưu tên ô nhịp 2. Tiếp tục, chúng ta mở file Word, mở hình ảnh bản nhạc, dùng công cụ cắt ảnh, cắt lấy ô nhịp thứ ba, chọn ổ, lưu tên ô nhịp 3. Chúng ta cứ làm lần lượt như vậy và làm sao để được tất cả 8 ô nhịp. Sau khi đã lưu vào là 8 ô nhịp rồi thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ chọn chế độ in. Các bạn sẽ chọn phủ giấy là phủ giấy ngang và chọn in trên bìa để sản phẩm ra được đẹp. Sau khi các bạn đã in xong được cái 8 ô nhịp này ra rồi thì việc tiếp theo là các bạn dùng 5 chân lá và dùng băng dính hai mặt để dán đúng góc. Sau đây xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi xem mình sử dụng đồ dùng dạy học như thế nào nhé. Xin mời các bạn cùng quan sát nhé. Gồm có 2 đội chơi, mỗi đội có 4 bạn tham gia. Các bạn sẽ sắp xếp các ô nhịp sao cho đúng với giai điệu của bài tập đồng nhạc. Thời gian được tính khi bản nhạc kết thúc. Đội 1 hoàn thành khuôn 1, đội 2 hoàn thành khuôn 2. Trò chơi bắt đầu. Và sau đây là kết quả của 2 đội. Đội thứ nhất, các bạn đã sắp xếp các ô nhịp đúng với giai điệu của khung nhạc thứ nhất trong bài tập đồng nhạc. Đội 2, các bạn đã sai ở ô nhịp thứ 2 và thứ 3 của khung 2 trong bài tập đồng nhạc. Sau đây, mời các bạn sẽ cùng nhau sắp xếp lại cho đúng với cả giai điệu của bài nhé. Sau khi các bạn ở đội 2 đã sửa lại thì đây là kết quả đúng dành cho 2 đội. Như vậy, các bạn đã hoàn thành trò chơi. Để hướng dẫn các bạn có được một bộ đồ dùng dạy học tự làm nhưng phù hợp với những ngôi trường có chữ bảng từ như thế này. Thế còn những ngôi trường không có bảng từ mà muốn dùng được như vậy thì các bạn cần phải làm thêm một chiếc bảng phụ như thế này. Bảng phụ này các bạn có thể lựa chọn chất liệu đó là bằng vải nỉ dày hoặc là bằng vải phông bạt cũng được. Và tiếp theo đó là các bạn chọn mua lấy 1 mét mica trong. Các bạn cắt chiều cao độ khoảng 10 cm, các bạn dùng súng bắn nến, các bạn chặn hai đầu và chặn một đường ở phía dưới. Tại sao phải là 10 cm? 10 cm thì mới đỡ được cái tờ ô nhịp này, còn nếu các bạn cắt ngắn hơn thì nó sẽ bị ngửa ra như thế này.
Đây là mình nói ví dụ. Thế còn khi các bạn mà làm thì các bạn phải căn đủ làm sao các chiều ngang này phải đủ để chứa được 4 đôi nhịp và chiều này phải đựng được 2 khuông. Và đến lớp chúng ta chỉ việc treo bảng lên và cài các ô nhịp vào. Xin mời các bạn cùng tham khảo bộ đồ dùng dạy học tự làm với phân môn tập hợp nhạc của mình nhé. Với khối lớp 4 gồm có 8 bài tập hợp nhạc thì mình đã tự làm, tự cắt các bài đó theo từng ô nhịp như thế này. Đấy. Và đến lớp nào, tiết nào thì mình chỉ việc lấy tập đó đi thôi. Tương tự như vậy, ở khối lớp 5 có 8 bài tập hợp nhạc thì mình cũng cắt từng ô theo từng bài như vậy. Các bạn cùng quan sát toàn bộ bộ đồ dùng của mình với phân môn tập hợp nhạc cả một năm rất là đơn giản, nhẹ nhàng như vậy. Ở trường mình, 100% các lớp đã có màn hình chiếu. Hàng ngày mình vẫn sử dụng giáo án điện tử nhưng mình vẫn mang theo bộ dùng này vì mình thấy nó rất có hiệu quả ở phần cuối khi học sinh được tham gia trò chơi ai nhanh ai đúng. Học sinh rất thích tham gia vì học sinh được giao lưu, được học hỏi và được củng cố nhớ lại giai điệu của bài tập đồng nhạc. Và nhất là bạn nào sắp xếp ô nhịp sai mình sửa lại thì các bạn đó nhớ rất là lâu. Trên đây là một số chia sẻ của mình, hy vọng sẽ phần nào giúp được các bạn có được bộ đồ dùng dạy học tự làm và các bạn trở nên thêm yêu nghề hơn. Xin chào và hẹn gặp.